Mbappé được coi là thuốc độc với Barca. Cú đúp ở lượt về tứ kết Champions League 2024 giúp tiền đạo PSG Kylian Mbappé được báo Marca ví như liều thuốc độc với Barca. Mbappé đã ghi 6 bàn chỉ trong 4 trận đã gặp Barca ở Champions League, với một cú hat-trick tại Camp Nou, một bàn tại Parc des Princes năm 2021 và cú đúp trên sân Olympic Luis Companys tối ngày 16 tháng 4. Barca cũng là đối thủ ưa thích nhất của Mbappé tại giải với 6 bàn, sau đó đến Club Brugge 5 bàn. Không phải cầu thủ hay nhất trận, Mbappé vẫn là liều thuốc độc dành cho Barca và các cổ động viên của họ, Marca viết. Anh cũng đã vượt mốc 40 bàn trên mọi đấu trường mùa này, chỉ sau 42 trận. Đây là mùa thứ 3 tiền đạo 26 tuổi vượt qua dấu mốc này. Ban chuyên môn UEFA chọn cựu tiền đạo Barca Ousmane Dembele làm cầu thủ hay nhất trận khi anh ghi bàn đầu cho đội khách ở lượt về rồi đem về phạt đền cho Mbappé ghi bàn giúp PSG vượt lên dẫn 5-4. Cuối trận, thủ quân Mbappé đá bồi cận thành ấn định thắng lợi 6-4 cho đại diện Pháp từ pha phá hỏng của Juscao. Nhưng theo chấm điểm của Goalcon, Mbappé lại là cầu thủ hay nhất trận với 9,1 điểm, trong khi Dembele chỉ đứng thứ 2 với 8,3 điểm. Tiền đạo trưởng thành từ Monaco sút 7 lần, tạo ra 2 cơ hội cho đồng đội và 2 lần qua người thành công. Mbappé cũng được chấm điểm cao nhất theo SofaScore với 8,6 điểm, còn Dembele 8,2 điểm. Tờ Mundo Deportivo cho rằng Mbappé đã trả thù Barca trong cơn giận dữ. Họ ám chỉ thủ quân tuyển Pháp chơi mờ nhạt ở lượt đi, không ghi bàn và nhận nhiều lời chê trách. Truyền thông sẽ niềm nở và dịu dàng hơn với Mbappé trong trận này, tờ báo thân Barca viết. Ở Madrid, sẽ có nhiều người vỗ tay tán thưởng anh. Trên đường rời sân sau trận, Mbappé còn giơ tay lên cao rồi nói gì đó với những khán giả Barca. Có người ném chai nước từ khán đài xuống gần vị trí của ngôi sao 26 tuổi, nhưng không trúng anh. Tiền đạo này sẽ rời PSG hè này do hết hợp đồng, nhiều khả năng chuyển sang khoác áo Real Madrid, kình địch của Barca tại La Liga. Khi được hỏi khả năng thay đổi ý định nếu PSG vô địch Champions League, anh nói, không, không. PSG sẽ gặp Dortmund ở bán kết, tái ngộ cặp đấu ở vòng bảng mùa này hay vòng 1/8 năm 2020. Mbappé cũng có thành tích tốt trước câu lạc bộ Đức với 4 bàn trong 4 trận gặp đối thủ này. Dortmund mạnh nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giành suất tới chung kết trên sân Wembley, Mbappé nói thêm.